Xin chào các quý vị đang xem chương trình của VN YouTuber. Thưa quý vị, gần đây cả Nga và Ấn Độ đã đưa tàu thám hiểm lên mặt trăng, cho thấy sau mấy chục năm, nhân loại lại đặt nhiều sự chú ý vào mặt trăng khi thám hiểm không gian. Mặt trăng có thể nói là một vệ tinh đặc biệt quay quanh trái đất. Thời gian để mặt trăng quay hết một vòng quanh trái đất là 29 ngày. Trong quá trình quay quanh trái đất, mặt trăng cũng tự quay quanh trục của nó, nhưng với tốc độ cực kỳ chậm và tạo ra một hiện tượng thú vị. Đó là mặt trăng luôn hướng về trái đất ở một phía. Nói cách khác, người trên trái đất luôn chỉ nhìn thấy một mặt duy nhất của mặt trăng, còn mặt phía sau của nó hình thù ra sao thì vẫn luôn là một điều bí ẩn. Con người bắt đầu các chương trình thám hiểm mặt trăng vào cuối những năm 1950. Ngày 12 tháng 9 năm 1959, Liên Xô phóng tàu vũ trụ Luna 2 lên mặt trăng. Ngày 13 tháng 9, con tàu va chạm vào bề mặt mặt trăng. Phải đến 7 năm sau, vào tháng 2 năm 1966, Liên Xô mới hạ cánh thành công tàu vũ trụ Luna 9 xuống mặt trăng. Tháng 6 năm 66, Mỹ nối bước hạ cánh thành công xuống mặt trăng. Tháng 12 năm 68, Mỹ phóng tàu vũ trụ có người lái Apollo 8 lên thám hiểm mặt trăng. Ba nhà du hành gồm Frank Borman, James Lovell và William Under trở thành những người đầu tiên đi vào quỹ đạo mặt trăng và tận mắt nhìn thấy phía xa của mặt trăng. Sang năm 69, con người lần đầu tiên bước lên bề mặt mặt trăng với chuyến đổ bộ thành công của tàu Apollo 11 của Mỹ và người đầu tiên đi bộ trên mặt trăng là Neil Armstrong. Trong khi Mỹ đưa con người lên mặt trăng, Liên Xô đi theo hướng dùng robot để thám hiểm. Ngày 17 tháng 11 năm 70, tàu Lunokhod 1 của Liên Xô mang theo robot thám hiểm hạ cánh thành công xuống mặt trăng. Trong những năm đầu thập niên 1970, Mỹ và Liên Xô đã liên tiếp phóng nhiều lần tàu mặt trăng thành công và mang về các mẫu vật để nghiên cứu. Tuy nhiên, chương trình thám hiểm mặt trăng của cả hai nước này đình trệ sau năm 1976 khi mối quan tâm của họ chuyển sang các hành tinh khác. Trong quá trình chạy đua lên mặt trăng, cả Mỹ và Liên Xô đều từng có những mục đích tham vọng là xây dựng căn cứ quân sự và khoa học ở mặt trăng. Cụ thể, Mỹ có các kế hoạch Lunex và Horizon. Liên Xô có chương trình căn cứ mặt trăng đa năng Zepeda. Tuy vậy, từ sau năm 1976, trong hàng chục năm, nhân loại không còn đưa tàu đổ bộ xuống mặt trăng. Nhật Bản và châu Âu có thực hiện một số tiến bộ trong cuộc đua thám hiểm mặt trăng, nhưng mới chỉ ở mức độ có tàu bay quanh quỹ đạo mặt trăng, chứ chưa tiến hành đổ bộ xuống bề mặt. Đến năm 2013, Trung Quốc hạ cánh tàu hàng Nga 3 xuống mặt trăng thành công, trở thành nước thứ ba đổ bộ thành công xuống mặt trăng. Đến ngày nay, các cuộc thám hiểm chỉ cách nhau vài ngày của Nga và Ấn Độ cho thấy có một mối quan tâm ngày càng nhiều của các nước lớn đối với việc thám hiểm mặt trăng. Vậy thì mục đích của họ là gì ở mặt trăng? Trước hết, lý do giản dị là mặt trăng là thực thể nằm gần trái đất nhất trong hệ mặt trời. Việc thám hiểm để hiểu biết nhiều hơn về nó là bước đầu để nghĩ tới việc thám hiểm những hành tinh ở xa hơn. Thứ hai là khi trái đất đang bị suy kiệt hầu như mọi nguồn tài nguyên vì bị khai thác quá mức, con người trên trái đất ngày càng hướng ra vũ trụ để tìm kiếm những nguồn tài nguyên thay thế hoặc lời giải cho các vấn đề trên trái đất ở trên đã nói rằng ngay từ thời mỹ và liên xô chạy đua thám hiểm vũ trụ họ đang nghĩ rất xa đến việc xây dựng căn cứ có người ở trên mặt trăng cách nghĩ này là con đường tất yếu mà các nước khác cũng sẽ phải tính đến khi đặt tiến bộ trong chương trình thám hiểm nhưng con người cần nước uống và không khí để hít thở mới tồn tại được song những thứ đó nếu mang đi từ trái đất thì cũng bị giới hạn ở một bức nào đó vì tải trọng của các tàu vũ trụ phụ thuộc vào sức đẩy của tên lửa nếu như giải quyết được vấn đề nước uống và dưỡng khí tại chỗ thì con người mới có thể nghĩ đến việc xây dựng các căn cứ lâu dài để phục vụ cho việc nghiên cứu sâu hơn về mặt trăng. Ngay từ những năm 1960, trước khi tàu Apollo hạ cánh thành công, giới khoa học đã suy đoán rằng trên mặt trăng có thể tồn tại nước. Năm 2009, một thiết bị của NASA đã phát hiện thấy nước trên bề mặt mặt trăng. Cùng năm 2009, một tàu thăm dò khác của NASA hạ cánh xuống cực nam mặt trăng đã tìm thấy nước đóng băng bên dưới bề mặt mặt trăng. Từ trước đó, năm 1998, NASA đã phát hiện bằng chứng cho thấy nơi tập trung nhiều băng nước nhất là ở các miệng hố ở khu vực bị che khuất tại cực nam mặt trăng. Người ta quan tâm đến các túi băng nước cổ vì chúng có thể cung cấp hồ sơ về núi lửa và nguồn gốc của các đại dương trên mặt trăng. Nếu nước đá tồn tại đủ nhiều, nó có thể là nguồn nước uống cho hoạt động thám hiểm mặt trăng và làm mát thiết bị máy móc nó cũng có thể được phân tách để sản xuất hydro làm nhiên liệu và oxy để thở, hỗ trợ các sứ mệnh thám hiểm vũ trụ khác, bởi vì người ta tin rằng lực hấp dẫn trên mặt trăng thấp hơn nhiều so với trên trái đất. Điều đó có nghĩa rằng các tàu thám hiểm nếu được phóng từ mặt trăng sẽ có thể đi xa hơn do nó chỉ cần tốn ít nhiên liệu hơn để thoát khỏi lực hấp dẫn. Mặc dù vậy, ở trình độ công nghệ hiện nay, việc đổ bộ xuống mặt trăng vẫn là một cái gì đó khó khăn mà con người chưa thể làm chủ. Người ta ước tính rằng chỉ có hơn 50% các cuộc đổ bộ xuống mặt trăng là thành công. Nguyên nhân chủ yếu gây khó khăn là vì bầu khí quyển của nó mỏng, cho nên không đủ để làm giảm vận tốc của một tàu đang hạ cánh theo cách những chiếc dù giúp làm chậm tàu vũ trụ khi quay trở lại mặt đất. Để khắc phục việc này, các tàu hạ cánh trên mặt trăng phải sử dụng động cơ đẩy để giúp nó giảm vận tốc từ hàng nghìn km/h về không, cũng như chống lại lực hấp dẫn của mặt trăng. Tuy nhiên việc này cũng rất khó khăn vì đòi hỏi sự chính xác hoàn hảo. Trong khi đó, liên lạc giữa tàu vũ trụ và người điều khiển trên mặt đất không phải khi nào cũng ổn định. Vì lý do đó nên tạm thời mặt trăng vẫn chỉ là sân chơi của chú Quậy và chị Hằng Nga, còn chúng ta thì rất khó đến thăm họ một cách thường xuyên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.